Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Trái Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà đường to ngõ rộng thênh thang, trước nhà hai xe ô tô tránh, thiết kế độc lập duy nhất một căn với diện tích 37m2. Cụ thể trên sổ đỏ thì là 36,6 quý vị ạ, mặt tiền 3m5. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Nó nằm ở trên trục chính thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với thiết kế của ngôi nhà 37m xây 4 tầng, cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn nằm ở trên mặt ngõ thông. Căn nhà này thì quý vị có thể kinh doanh được nha mọi người. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Anh quay và review cho quý vị y như vậy. Mặt tiền 3m5, mặt hậu 3m5, chiều dài 10m75. Thông số nhà đấy, chuẩn chỉnh luôn mọi người ạ. Hướng nhà là hướng đông nam, nằm ở trên mặt ngõ thông trục chính, cho nên là mọi người thấy không, Ngọc Anh quay nó rất là ồn ào bởi vì đây nó là trục chính, trục đường dân cư qua lại đông đúc. Thiết kế của ngôi nhà với tầng 1 thì thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện chỉn chu xong hết, vừa mới dọn dẹp vệ sinh công nghiệp xong thì Ngọc Anh quay và review cho quý vị ngay trong video này. Nhà mới tinh còn nguyên mùi sơn. Toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà cơ bản là đã xong hết. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước, thiết kế độc lập xây dựng, duy nhất một căn 4 tầng kiên cố vững chãi. Với vị trí ngôi nhà này gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với trục đường quốc lộ 21B, thiết kế tương đối là hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Hộ gia đình nào mà đang có nhu cầu kinh doanh bình thường offline hoặc online thì cái ngôi nhà này đều có thể đáp ứng cho quý vị như thế, rất là hợp lý. Ngõ trước nhà xe ô tô tải có thể hạ hàng ngày đêm thoải mái. Đây là cái phần không gian phòng bếp. Với cái phần không gian phòng bếp hoàn thiện đầy đủ cho quý vị, trần thạch cao, tủ bếp ở đằng sau là mặt ngõ thoáng nha mọi người. Đấy, tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ được đóng, thiết kế rất là chuẩn chỉnh, gỗ chuẩn chỉnh luôn mọi người nhé. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp gạch. Và với cái căn nhà này thì tủ bếp này thì phụ kiện bếp đều lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị rồi. Thuận tiện cho bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Thanh Oai hoặc quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, tương đối là hợp lý. Mà có thể Google Map phường Phú Lương, quận Hà Đông để biết thêm thông tin chi tiết. Gần với ngã ba Ba La, gần với bến xe Yên Nghĩa. Giá bán cụ thể thì Ngọc Anh để ở dưới phần miêu tả, còn đường hướng vị trí thì em đã để rồi mọi người nhé. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng vệ sinh, đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, và kèm theo đấy là một máy bơm để bơm nước tự động lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên các tầng thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Anh đã review cụ thể cho quý vị. Diện tích 36,6m2 trên sổ đỏ. Đường thì là trước nhà hai ô tô tránh, hướng thì là hướng đông nam, và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với ngôi nhà 4 tầng thiết kế được 4 phòng ngủ, rất là hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. 3 thế hệ ở vẫn cứ là ok. Trên phía tầng 2 thiết kế cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng vào phần mặt ngõ bên trong mọi người nhé. Rất là thoáng luôn. Ở đây ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, gạch lát nền. Căn nhà này thì Ngọc Anh đã chia sẻ dưới tầng 1 cho quý vị rồi. Vừa hoàn thiện xong, tinh tươm. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đó. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Phần phòng ngủ phía bên ngoài thì sáng hơn, cửa sổ rộng hơn. Kia là chợ mọi người ạ. Kinh doanh buôn bán hàng thuốc này, ở đây là có quán bia hơi này, hàng tóc này, thiết kế rất là hợp lý, nên là Ngọc Anh mới chia sẻ rằng là hiếm có, khó tìm ở một cái Hà Đông mà có đường to, ngõ rộng, kinh doanh được offline, online đều rất là phù hợp. Đấy, cửa thông phòng. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Với những cái căn nhà mặt ngõ thông, ô tô đi qua như thế này thì thực sự để mà nói ấy, thì nó lại không nằm ở trong cái khu dân cư yên tĩnh đâu mọi người ạ. Rất là náo nhiệt luôn.
Cho nên mọi người, nếu như mà mọi người tìm những căn nhà yên tĩnh thì không thể tìm được những cái căn nhà nằm ở trên mặt ngõ thông, trục chính như thế này được, đúng không ạ? Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, giống hệt luôn. Hai phòng ngủ trước sau, bởi vậy cho nên Ngọc Anh mới chia sẻ với quý vị rằng ngôi nhà này thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ riêng. Diện tích sổ đỏ 36,6. Diện tích xây dựng khoảng tầm cứ gọi là 37 đi. Rộng rãi, thoáng, xây độc lập duy nhất một căn. Đó. Rất nhiều quý khách hàng không thích nhà liền kề, sợ rằng là liền tường, liền móng, chung tường, chung vách chẳng hạn thế. Nhưng với những căn nhà xây độc lập này thì không biết chung với ai luôn mọi người ạ. Bởi vì nó chỉ một mình nó thôi. Thiết kế tương đối là ổn, phù hợp, gần với Đại học Đại Nam. Đi lại giao thông thuận tiện, từ vị trí ngôi nhà này mà cách với cầu Trắng Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 5 km thôi. Cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 2,5 km. Đó. Rộng, thoáng, công năng sử dụng hợp lý, kinh doanh được. Nói chung là cái nhà này thì Ngọc Ánh xin chia sẻ là dành cho bác nào mà thích kinh doanh nho nhỏ, hợp lý. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tầng 4 thiết kế cho quý vị. Ở đây là một phòng riêng, quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó. Riêng ở trên phía tầng 4 này thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao, còn đâu thì tầng 1, tầng 2, tầng 3 là chủ nhà thiết kế đầy đủ trần thạch cao cho quý vị. Căn nhà này thì đổ đủ tròn 4 tầng, 4 mái nha mọi người. Đó, đây là phần sân phơi. Kia là khu vực để máy giặt. Đây là phần sân phơi. Đường to ngõ rộng, kinh doanh được. Ngọc Anh xin nhấn mạnh lại, với những ngôi nhà này thì nó tương đối là hiếm, cho nên quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngọc Ánh chỉ dùng duy nhất 2 số ở trên màn hình thôi nha quý vị. 0933013403 hóa 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.